Hello, Thái xin chào tất cả anh em nha. Trước mặt Thái đây là một cái chiếc xe kéo. Thái vừa làm cái máy tôn Thái đóng lại nè, do nó bị mục quá anh em. Cái xe này hiện tại là mua ở cái bữa ve chai về nha mọi người. Bánh biết nè, bánh biết thì nó cũng đã mục và hư hết rồi. Thì Thái sẽ thay lại hai cái bánh luôn. Đó, bên này thì nó vẫn còn một cái cốt khá là ok này. Anh em thấy chưa? Hôm nay Thái sẽ làm một cái video, đó là chính là một cái chuyến đi xa từ Đồng Nai, từ ngay chỗ Biên Hòa, Thái sẽ về tới thành phố Long Khánh. Tại vì Thái vừa xem ở trên mạng thấy thấy là ở thành phố Long Khánh của một bạn ở nhà cũng có nuôi cá nữa anh em. Tại do là Thái gọi video trên Zalo á, thì bạn ấy có một cái chiếc xe cổ thôi, DH88, gọi là chiếc cúp ngày xưa anh em, DH á. Thì Thái muốn là đi cuộc hành trình đi qua nhà bạn ấy mua chiếc xe đó về, sẽ làm một cái đồ để máng vô chiếc xe đó này, đó máng vô để Thái dùng, Thái đi cắt cỏ này. Với lại cái xe này Thái sẽ dùng, Thái hàn lên những cái chân cao cao á, Thái sẽ làm cái xe phát cá beta vào miễn phí, hoặc là bán những con cá beta miễn phí hoặc là giá rẻ cho tất cả các bạn, các bé hoặc là những học sinh không có tiền chơi cá beta. Thái sẽ đi phát vòng vòng khu chợ của nơi mà trang trại Thái ở nè. Anh em nghe có thú vị hay không? Và bây giờ là Thái sẽ qua rủ anh Nhật, hai anh em mình sẽ làm một chuyến đi chơi xa về thành phố Long Khánh, cũng như là Thái sẽ đóng thêm một ít cá bảy màu của Thái. Tại vì Thái biết là cái bạn bán xe này là cũng biết Thái và cũng chơi những dòng cá đó anh em, thì Thái muốn tặng vài con cá beta cũng như là vài con cá bảy màu giống để cho bạn ấy có thể là nuôi ép hoặc là đẻ. À, một cái tình cảm thật là vô bờ bến đúng không anh em? Trước khi mà Thái đi về thành phố Long Khánh thì Thái có bắt một cá bảy màu Dumbo tai voi nè anh em. Dumbo tai xanh thôi, cũng khá là to nè anh em thấy không? Một con trống này và một con cá mái. Đây con cá mái nằm ở phía dưới nè anh em. Đây là chính là con cá mái. Và một số cá beta. Cá beta này Thái hớt đại trong cái hồ cá beta 300-400 con của Thái á. Thì Thái thấy là xanh nhiều nè. Có một số con đang lột này, có con này giống như dòng ma bồ nè anh em. Rồi những con này thì nó không phải là solo đâu anh em, do là nó đang lột nha. Thì con cá bảy màu, cặp cá bảy màu cũng khá là ok này. Thấy cái món quà nhỏ nhỏ xinh xinh này thì Thái đi tính mua xe thôi, mua xe về làm xe chở cỏ và xe đi phát cá cho tất cả anh em thôi. Nên Thái cũng muốn là hy vọng là cái những con cá này gửi đến cho bạn ấy thì bạn ấy vui anh em. Đó, mình đi thì mình có món quà nhỏ nhỏ xinh xinh từ trang trại của mình. Rồi, bây giờ thì tất cả các bạn theo dõi cuộc hành trình của Thái và anh Nhật đi tới thành phố Long Khánh nha mọi người. Ok, let's go. Xin chào lại anh em nha, hiện tại là Thái và anh Nhật đã tới thành phố Long Khánh nè anh em. Một cây nữa quẹo vô này ha. Rồi cái hướng bên này là chúng ta đi 1682 cây nữa là đi Hà Nội nè. Ok, bây giờ là đèn xanh rồi. Thái với anh Nhật sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nhà của bạn fan bán xe nha mọi người. Anh em ơi, trong lúc mà chờ đợi các bạn đó, các bạn fan mà ra mà Thái đi mua chiếc xe đó, thì Thái với anh Nhật đang có ghé một cái địa điểm chờ, thì thấy cô bán mít khá Thái nè, mít mít vườn nhà cô trồng nè anh em. Đó, một ký thì cô bán 10.000, hồi nãy là Thái với anh Nhật là cân cái trái này nè là 8 ký nè anh em, có xài nữa nè. Sao cười cô vui không, vui không chứ, chứ là con mua xe xong rồi cái con ra mua ủng hộ nha, tại giờ chưa có chở được. Đây là cô làm gì, nãy cô nói cô làm gì? Chè Thái ha. Nhà mình trồng mít nhiều không? Nhiều. Vườn luôn hả? Ừ. Đã rồi, bà có cây trái gì đâu, xài mít với gì? Xài mít với có gì đâu. Con thấy có đu đủ nữa nè. Hả? Trái đu đủ nè. Dạ. Rồi, hai xíu con ra mua ủng hộ cô nha. Thơm lắm anh em, đứng ở đây là thơm, là thơm nồng lỗ mũi luôn anh em. Xíu anh Nhật sẽ mua một trái mít về
cho vợ với lại cho mấy đứa con ăn nữa nè anh Nhật ha. Ừ, cái đó để ok lâu lâu đi lên vườn cho. Ờ, lâu lâu lên đây mà. Từ đó chạy anh đây anh chạy tiếng mấy rồi giỡn đâu. Dạ, đây là hiện tại là Thái với lại anh Nhật đang đứng trước một cái khu gọi là bến xe anh em. Đây là bến xe Long Khánh nha. Công ty cổ phần bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai bến xe Long Khánh ở đường Hùng Vương anh em. Để Thái phóng ra cho anh em xem nè. Đường Hùng Vương, phường Xuân Trung. Đó, thị xã Long Khánh mà hiện tại là nó lên thành phố rồi nha mọi người. Nè anh em xem nè. Đó, lần đầu tiên thì Thái cũng lên thành phố Long Khánh, Thái xem những cái khung đường. Rồi khu trên đây bây giờ là nó phát triển khá là nhiều luôn, giống như là thành phố Hồ Chí Minh anh em. Chút xíu rồi Thái sẽ quay cho anh em cái khung cảnh trên đường về của Thái á. Sẽ hai bên nó có rất là nhiều cao su luôn anh em. Và đường thì nó cũng khá là tốt luôn nên chạy lên đây với vận tốc là 50-60 thì nó cũng khá là ổn, cũng không phải giống như đường thành phố của mình. Mặc dù cái đoạn đường khá là ngắn luôn nhưng mà anh em thấy à, kẹt xe rồi nha, bụi này nha, mọi thứ đều rất là mệt mỏi luôn. Nhưng mà mặc dù trên đây đi hơi xa nhưng mà cảm thấy con người nó rất là thoải mái luôn anh em. Đó, không có mệt mỏi gì hết trơn hết. Rồi ok, bây giờ là chờ đợi Thái chút xíu nha. Phải không em bán xe hả? Rồi ok đi anh Nhật ơi. Chứ em ra mua ủng hộ cho đi nha anh em. Rồi cuối cùng là Thái nó tìm được nè. Này bán xe anh chở em đi. Rồi tới nhà. Tới nhà rồi nha anh em. Đây. Ừ chắc như cái này nè. Ai biết đâu. Để coi cái bịch cá này đem tặng cho bé để mắt nó chết. Nè, đổ vô nuôi chơi em. Có mấy con cá beta con chưa lên nè. Chứ lại cái này là có con cặp cá bé màu đùm cái... có hồ kìa phải không? Dạ. Để bỏ vô để nó ra nó chết, nó hóc nãy giờ. Bỏ vô cho nó bị đừng có hóc. À, xe này đúng không? Để anh coi đổ cá vô anh coi trước đi, xíu anh thử xe sao. Rồi em đem nuôi cá gì? Cá bé màu ạ. Bể màu Việt Nam hả? Dạ. À, còn cái này là bể màu kiển á, bể màu này ở trên Sài Gòn bán là khoảng như là 40.000 cặp hay sao á. Quay video gì anh? Anh quay video luôn. Quay video YouTube chưa? Có luôn yeah. Hả? Ừ. Anh có cái. Đây cặp này là cặp lộn rồi, anh đem cặp Dumbo tay voi nè. Thấy con trống nó Dumbo tay voi nó có một cái tai tím khá là to không? Mấy con này nó cắn nhau không? Không, em cứ đổ chung vô này cũng được. Em đổ chung vô đây. Ừ đổ chung vô cũng được. Nếu mà nuôi vậy thì nó hơi đỡ nhẹ nhẹ thôi. Để hấp xuống. Để bà cận nó lên. Trời ơi. Rồi ok. Thả về nuôi chơi YouTube luôn hả? Ừ. Nhiều người coi vậy anh. Anh cũng không biết nữa. Anh cũng quay vui vui à. Cái gì tối anh gửi về. Chiều anh gửi đường lên cho em xem ha. Ok. Nè Dumbo đẹp. Nó ra như vậy. Nó mới cái kiểu cách nó mới đẹp. Không chết đâu, có cái chỗ đó nó mát nè. Còn này là beta, em sợ trên YouTube á, cá beta là nó ra những dòng cá này nó còn nhỏ, nó chưa có lột, em hiểu không? Lớn lên nó sẽ lột ra nó đẹp. Rồi. Ủa mấy cái này không cần oxy nó cũng đúng rồi, không cần oxy. Còn trong hồ em nuôi cá gì? Hồ kia em nuôi cái con cá mà em quay á, nhưng mà trong nó đang có. Trời, đang có khách đúng không? Ừ, thôi vậy anh coi xe em cá nha. Ok, em nhiêu tuổi rồi? Em 17 rồi. 17 tuổi hả? Rồi xe này để làm gì? Đi đâu? Để cày vừa. Thì sao giờ tự nhiên bán? Ở đâu? Mới tải. Biển số 50 nha anh. Anh em. 50V1-3903. Rồi, có dây gàng đây là biết đi cày rồi nè. Máy móc cũng khô ráo nha nè. Đây có này, xì cái nồng nó bị đầu nồng. Xe này em đi lâu chưa? Em tên gì? Em tên Phước. Phước hả? Phước đi lâu chưa? Hả? Lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Không nhớ. Hơi mục chút xíu. Đang coi coi. Chằn xương lọc.
Honda DH88 88 11356 27. Em sửa hả? Đầu số máy nằm đâu đâu em? Nằm bên kia phải không? Đâu nằm đâu? Số máy. Số máy thì nó quay đi nó nằm dưới cái đâu. Đó. 5627 đúng rồi. Rồi, số khung nằm đâu? Này bên đây. Số khung á. Chắc nằm bên đây nè. Nằm bên khung luôn phải không? Nào. Em ở đây là sao? Là nhà quý gia đình luôn hả Phước? Dạ. Em ở quý viên gia đình luôn hả? Dạ đúng rồi. Em còn nhỏ mà nó có lái. Rồi công việc chính là đi làm cái gì? Đi sửa xe. Sửa xe với rửa hả? Đâu? Đó mà xe gì còn lại. Đây cho anh đọc. Thấy không? Đọc đi, đọc cho anh nghe coi. Thấy không? Số gì đâu? Số này số 9 là 9 3 5 3 1. Cái này mà nó đọc từ đây đọc về mà. Không, em đọc từ đây qua 88 đầu đúng không? DH88 XF đúng không? XF 135 đúng không? Đúng rồi, 135 39. 135 394. Ok đúng rồi. Rồi ok. Rồi nó cả là nó còn. Có tút lại rồi sao mà tút lại rồi. Tút sơn xanh lại rồi. Nó mất lắp cái số đó là. Rồi ok em nha. Số khung số máy ok nha. Trời xa rồi đó, anh chạy từ nó lên đây. Động xe này hồi sau cổng về thôi. Chạy nổi không Phước? Chạy nổi mà. Trời má tôi gần 2 tiếng á. Từ từ thì được. Còn chạy từ xe này nói chung là chạy nhanh thì không được thôi chứ chạy từ từ thì vô tư. Ờ vậy ha. Em đảm bảo cho anh chứ nằm đường anh với anh này không biết làm sao luôn nha Phước. Xe này chắc không nằm đường đâu anh. Để coi nhé. Coi nhớ coi sao mà chứ đâu. Đồng cầm bỏ túi vô cái này. Chưa trả tiền tao bỏ túi vô. Nè. Đồng hồ này nó có đề không? Xe có đề không? Ôi tội con bé anh, nó đi chữ nó đi cày mà nó mới có 16, 17 tuổi rồi anh nè. Còn không Phước? Quay cái này rồi tối anh đăng. Ờ, có mở mặt ra cho mọi người thấy không? Chết hết nhớ rồi em ơi. Rồi xong rồi Phước ơi. Đó nằm đường nha, lớp B nha Phước nha. Anh chạy từ đó về là lớp B đó Phước. Có nhớ không? Đúng rồi, có nhớ cũ chế đỡ vô vẫn được nha. Có gì về anh thay lại. Còn không là lớp B ấy. Còn không anh phải ngừng anh nghỉ mệt lắm. Chịu nhà về đến nhà cho tới chiều á. À vì những loại xe này nó đâu có làm mát đâu. Đi xa đâu có ổn được. Đẹp cho anh xem thích. Cam bị kêu nhẹ. Xe 50 mà. Ừ. Rồi đây con ốc mua cái này đâu? Ốc này hả? Ốc này nó lại trôi rồi. Con ốc này ốc dè đúng không? Hay ốc gì? Ốc cốp không? À. Rồi cái dè này gãy luôn rồi em. Rồi. Ok, cũng còn im lắm anh em. Hơi kêu nhẹ chút xíu không sao. Đè máy này nó chạy chắc cũng phải mấy năm rồi nó chưa có làm nè, chắc luôn. Đúng không? Chính xác không? Ok nha mọi người. Rồi, anh Nhật gửi tiền cho em đó, anh bỏ chiếc xe vô túi giúp em hay anh Nhật. Ok chưa? Phải 200 không? Rồi điểm có đủ không? Đủ không? Rồi đủ rồi. Rồi ok em nha.
Rồi thôi nói gì nói đi, nuôi mấy con cá cho thằng em nó ra nó chơi chơi, nhớ vớt lăng quăng ba bo rồi cho nó ăn nha. Nay mua cái xe của em cũng là một cái duyên thôi, cũng chúc em nói chung là làm ăn rồi sức khỏe, gia đình nó khỏe hả. Có cần làm giấy không? Làm giấy hả? Anh thích thì anh làm, không thích thì thôi. Anh nếu mà làm giấy thì giờ đi dắt vô nhà cửa rồi làm chứ. Rồi đúng rồi, chính xác em nha. Anh có quay phim nữa. Đúng rồi, chính xác em nha. Thôi nói chung là rồi chúc em may mắn bình an, anh với anh Nhật xin phép về luôn ha. Ok, chào em nha. À, xong chậu còn nhiều không? Chắc còn nè, quá trời. Quá trời sao về được Sài Gòn đúng không? Thôi kệ, bay ra đi. Rồi. Xe hôm qua đi tới giờ có đổ xăng không? Rồi ok thôi, anh về luôn nha. Chú về luôn, về anh Nhật ơi. Rồi, máy bay tiền thối hả? Anh bỏ túi áo luôn giúp em được không? Em ngồi cho nó rớt. Rồi, thôi bây giờ là theo chân Thái với anh Nhật sẽ về nha. Anh Nhật sẽ cởi con AB này, còn Thái sẽ đi cái con ngựa sắt này. Đó, về tới Biên Hòa, Đồng Nai. Anh em ơi, Thái với anh Nhật như lời hứa nha. Thái với anh Nhật ghé cô Bán Ít sẽ ủng hộ cho cô Bán Ít một trái mít. Trái mít này phải không cô? 8kg hả? Ừ, vậy thôi 8kg đưa, nãy cô nói là 80 ngàn đúng không? Thôi chắc con không lấy xài đâu, con không ăn sữa chua. Ngọt hả? Quết mắm đường ăn cũng được. Cái này ăn không cũng ngon, cần mắm đường. 20 ngàn mấy trái, 4 trái hả? Có khuyến mãi cho con không? Theo lời hứa. 2,5kg luôn phải không? 20 ngàn đó, ủng hộ cho cô. Dạ con cảm ơn nha. Rồi thôi nói chú ra chúc sức khỏe, chúc bình an, con đi luôn nha. Con về đây. Rồi xe Thái thì Thái chỉ bán được bịch xài nha anh em. Anh em thấy không, một trời một vực cái xe Thái không? Đó đúng với phẩm chất của Thái Salem luôn anh em. Bao đỉnh của anh Nhật kìa. Ok và bây giờ là theo chân của Thái và anh Nhật tiến về bến gỗ. Trên đường đi Thái sẽ quay cho anh em hai bên đường có rừng cao su đẹp như thế nào, Thái sẽ quay cho anh em xem nha. Ok nha anh em, như vậy là Thái nè đã đem cái con chiến mã này về đến nhà rồi nè anh em. Đây là con chiến mã của Thái nè. Anh em đừng nói Thái là phải rửa xe nha, vì Thái cũng đang rửa nè anh em. Đó, Thái đang rửa nè, cũng khá là ok nha. Thái chạy từ Long Khánh về tới Bến Gỗ thì Thái chạy khoảng 1 tiếng 40 phút quá anh em, mà Thái đi một mạch về tới nhà luôn, chạy cũng khá là ok và hoàn hảo nha mọi người. Xăng thì không có tốn bao nhiêu đó anh em. Đó, Thái sẽ rửa sơ con chiến mã. Có con chiến mã này á, thì Thái sẽ đi chở cỏ cho Duyên, cho Tèo này, rồi đi cắt cỏ cho Xí Cố hay bé Đà Điểu này, cũng như là Thái sẽ đi cày, đi bừa để chăm cho bé của Thái nha. Hy vọng là với con xe này sẽ đem đến những may mắn cho Thái. Đó, video của Thái thì hôm nay cuộc hành trình đi đón xe cũng như là tặng cá bé Màu và cá bé Ta cho một người bạn không quen. Đó, chỉ quen biết trên mạng thôi, rồi nghe bạn nói là có nuôi cá bé Màu nên Thái đem cá bé Màu và cá bé Ta qua tặng. Đó, đơn giản thế thôi, và mua được một con xe với giá là 2.300.000 đồng, có giấy tờ, số khung, số máy đầy đủ nha mọi người. Đó, hy vọng là video này chia sẻ một cái gì đó gọi là thú vị, đó, một lý giải trí thật là vui dành cho tất cả các bạn luôn. Còn bây giờ thì Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.